tạt axit vào mặt người tình vì chuyện vay tiền. Sau cuộc cãi vã, Lâm Quyền Trường chạy về nhà lấy lọ axit tạt thẳng vào mặt người tình. Do vết thương quá nặng, một tháng sau, bà Loan tử vong. Ngày 23 tháng 12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lâm Quyền Trường, 61 tuổi, ngụ quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh về tội giết người. Theo cáo buộc, năm 2017, Trường và bà Đỗ Thị Loan, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân, nảy sinh tình cảm. Thời gian quen biết, Trường đưa cho bà Loan 200 triệu đồng để cho vay tiền góp. Đầu năm 2020, Trường nghi ngờ bà Loan có biểu hiện thân mật với khách tới quán nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tối ngày 25 tháng 4 năm 2020, Trường đến quán của bà Loan uống bia và yêu cầu người tình đưa tiền để đóng hội nhưng không được. Bực tức, Trường quay về nhà lấy axit cất vào trong cốp xe. Sáng sớm ngày 26 tháng 4 năm 2020, Trường quay lại tìm bà Loan đòi tiền khiến hai bên xảy ra cãi vã. Trường lấy lọ axit tạt thẳng vào mặt bà Loan khiến nạn nhân thương tích 83%, do vết thương quá nặng, một tháng sau bà Loan tử vong. Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Trường bị bắt. Tại cơ quan điều tra, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tại tòa, sau phần làm thủ tục, do còn nhiều vấn đề cần làm rõ nên đại diện viện kiểm sát đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án.